ơi, 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 ông Lý, mày làm sao đấy? Sao? Nè, 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 ô, ó chín mà, phải khéo phải đẩy đẩy đi cái. Đẩy đi đấy. Nhớ mà gì mà, nhớ mà gì mà. Ồ, nó bị xả hết là không đi được rồi. Nào đấy. Anh Ly à, như thế này có là chờ lên đến tối rồi không về đến, đến tối không về nhà. À, vâng, em gì à, xin kính chào cô chú anh chị và tất cả mọi người. Hôm nay thì anh em chồng cháu lại tiếp tục đi vào nhà của hai mẹ con khuyết tật mọi người ạ. Cũng khá là lâu rồi, anh em mình cũng chưa đi thăm lại hai mẹ con khuyết tật, thì hôm nay anh mình cũng có dịp để đi thăm hai mẹ con. Thật sự thì cũng tí nữa sẽ đi đưa cô bác và mọi người đi cùng hai anh em chồng cháu đi tham xem hai mẹ con ăn ở như thế nào rồi, trong thời gian cũng khá là lâu ấy. Vâng, Xuân Thiệu cũng chào mọi người, chào cô chú bác nhé. Hai anh em tiếp tục hôm nay chương trình chỗ hai mẹ con khuyết tật của bác ạ. Lâu lâu rồi hai anh em chưa vào nên là hôm nay có dịp lại thăm lại hai mẹ con. Hôm nay vào với gia đình thì cũng có một cái phần quà của anh Điêu Hưng. Có gửi tặng cho hai mẹ con là 400.000. Đấy, thì anh cũng có dặn là mua bao gạo và ít đồ nhu yếu phẩm. Và hôm nay Xuân Thiệu và em Dìa, hai anh em đã mang vào đây rồi. Bây giờ thì cũng mời cô bác cùng theo hai anh em để đi lên nhà hai mẹ con nhé, để xem là hai mẹ con dạo này ăn ở như thế nào. Cũng lâu lâu rồi anh em chưa vào đây ấy đó. Không biết là anh Ly dạo này còn ương không. Anh này là có tiến bộ hơn, có tiến bộ hơn không? Ủa, là kia là hai mẹ con đấy à? Ừ, đang làm cái gì ý? Đang sửa cái gì nhưng mà thấy mẹ là cứ lờ bờn lờ bờn ấy. À, bị sập cái này à? Hả? Ủa, ủa chị? Hả? Chào bà nhá. Ồ, ồ, dưới dưới đó là gì? Anh điên. Ồ, cái này nó bị sụt à bà? Không thì lìa rồi. Ồ, lìa ổ tía. Ồ, sao lại bảo tù lì ổ tía? Làm sao? Bà bảo là cái này do là bị trời mưa nhiều ấy nên là bị sạt lở cái này, cái nhà sắp bị đổ ra ngoài nên là bà bảo là Ly làm nhanh lên, còn không là hỏng hết ấy. Ồ. Nên là bà phải ở đây để quản lý Ly ấy. Quản lý Ly. À, thế hư lắm à? Dạo này hư lắm rồi, toàn đi chơi phải không? Chỉ nông thôn thì mù lấy nhở? Ở đây chả hay luôn rồi. Ồ, đấy. À. À, cái nhà bà hình như dạo này siêu vẹo đi rồi hay sao đây này? Bà bảo là bị sàn ngay cái chỗ đối diện cái giường ngủ của bà ấy. Ô, cái này vào sát cái cột nhà còn đâu nữa. Vâng, nên là bà bảo là ở đây để bảo Ly phải làm hết mình rồi. Làm này chẳng phải làm hết mình chứ. Bà đứng rồi bà cái quả lý Ly. À, đi lấy đám bữa em lấy cái gạo vào nhà đi. À, có nhìn thấy đường làm không? À, bỏ bỏ kẹo á. Hả? Bỏ mẹ mẹ á? Bỏ mẹ mẹ cũng phải làm, không làm thì bắt bà làm ư? Đây này, cái đá to đùng này bắt bà làm ư? Rất là sợ. Rồi lấy cái phòng quà. Ờ, cứ lấy vào nhà đó. Vào nhà đó. Cái này bị sạt lâu chưa hả bà? Con này post ở hôm nay rồi. Con này post ở... Con này post ở nắng gặp post nông nữa. À, cũng xà, cũng khá lâu rồi. Cái này vào đến đây cột nhà rồi. À, không có ai làm nên là bắt anh Ly làm phải không bà? Anh Ly thì chả phải làm chứ. Bây giờ lớn rồi còn để mẹ mắng mãi đi à? Hả? Chúng ta dùng tiếng cười đây. Con này ua rồi. Hả? Cái này sập xuống hết rồi. Cái này hồi chốt rồi. Ayu, em gái này đi lấy gì đấy? Ơ, để rau rồi. Để rau? Đi lấy rau ấy. Đi lấy rau à? Em gái xinh thế nhỉ? À. Đấy. Cô cô đi. Lại chống gậy đi thả ngan ơi cô. Ơ trời ơi, mà nó ra là mua ai mua xin là chị hả? Chơi chơi rồi chị hết rồi. Hả? À cụ. À cụ bảo là ngan này không phải ngan của cụ đâu. À, con tưởng là cụ chống gậy đi thả ngan. Ông mới chị, ông mới chị. À đi hái thuốc á. À, cụ đi hái thuốc á? Cụ bảo là cụ đi hái thuốc. Oh. À cụ à. Ây à. Cụ cũng thật sự là rất là già rồi ấy, nhưng mà cụ cũng phải đi hái thuốc nam. À, thế cụ bị làm sao mà đi hái thuốc à? Ôi trời ơi, một đây chút à, đây đâu đó rồi. À, cụ bảo là hái cho các cháu thôi. À. Tào hết rồi. Ờ.
có nhìn thấy đường làm hay không? Chỉ qua cái này á, muốn học hay, muốn học hay, có tí tiền nhỉ? À, anh Ly bảo là phải đào cái này để bàn cái chân trước kia kè đá vào ấy. Có trèo lên được không á? Đào hết cái này anh Ly. Sắp đổ nhà đến nơi ổ. Vào đến cái chân cột rồi. Đến kia chân cột luôn. Cái này là khả năng hay trận mưa thì chắc là bị đổ nhà anh Ly á. Con đi ở bên ló bên con hả mà nó chạy vào đó. Có nhìn thấy không? Có nhìn thấy mà cuốc cái này không? Ông bà ông giáo này. Bò mẹ. Dạo này cực khí cả anh nhỉ. Nhưng mà thấy bảo dạo này hư lắm, mẹ bảo không nghe phải không? Hai tiền đến nữa chị. Ta đi chơi phải không? À chị nói mà thấy mùa vó xí đi mà. Nhiều hả? Bảo là phải ấy. Phải á? Còn biết phải cũng còn ấy được, cũng còn cười khí được. Lớn rồi cứ bảo đi chơi nhiều lắm mẹ mắng nhá. Đấy, cuốc cái này anh Ly có biết xếp không á? Cái này này, bà bác thì. Thế thế chân bị làm sao buộc vải kia, buộc đỏ kia? Đau à? Mà khi nó đi học thì cảm ơn, mà khi này. Bông hả? Bông là cháu thế. Đau à? Đi vào nhà một tí đã. Rồi, làm hết cho mình chị. Vào nhà để trao cho cái phần quà này cái đã. Anh Ly à, vào nhà đi. Đi từ từ thôi. Chỗ đấy là nó dốc như thế, không nhìn thấy đường thì nhìn nó ấy thôi. Ôi. Ông Ly, biết làm sao ấy? Dậy. Ây ơi. Nè. Ô chín mà. Như thế này vẫn còn gọi là nhìn thấy đường đi chơi được. Cái đất mượn. Cái đất mượn. Dắm vào đấy nó sập. Có làm sao không? Ô bà chà, cháu thế đi. Còn không sao á? Vẫn còn cười được là không sao. Không sao là tốt lắm rồi nhưng mà. Leo vào nhà đó. Tất cả nhỉ sao? Giờ cho con rủi thế. Một lần đi lại đường nào thôi? Dạ. Lên đó. Đi lên đó. Từ từ thôi nhá. Dạ mà mất gì? Mất gì? Không lên được anh gì đủ đít gì nào? Còn không biết đường nào lên rồi nữa rồi này. Mà đấy. Đi từ thôi nhá. Thành niên. Nè lại sập một phát xuống ngay bây giờ đấy, thấy chưa? Nè. Thôi không nói đâu anh gì ấy. Mà gì? Ôi phải khéo phải đẩy đi đấy. Đẩy đi. Mà gì mà. Nhé mà gì mà. Ồ, nó bị xả hết là không đi được rồi. Nào đấy. Anh Ly như thế này có mà chờ lên đến tối rồi không về đi. Đến tối không về đến nhà được. Đi vào nhà đấy. Mà chứ. Thế đau ở chỗ nào đâu xem nào. Mau thử đi, mau thử. Xem nào. Nhá. Bị cái chỗ này anh ạ. Đây. Cục vào đấy á. Cục vào đây. Cục vào đấy thì buộc cái dây vải ở trên ấy thì có cái tác dụng gì? Cái này bị thủng quá. Thủng á? Đây. Cái này chắc là đi lên núi ngã đi chứ làm gì phải ở đây. Ơ cháu một cái nó đỏ rồi, đỏ rồi. Chúng ta đi, bà bảo lại ở đây. Ở đây á? À. À chắc là ngã như vừa nãy phải không? Ở đây từ đó. Từ đó đi vào nhà này. Lấy hết đất vào nhà rồi. Đấy, anh Ly là thật sự là đi cũng gọi là lạc quan thôi chứ. Cũng không làm được gì nhiều nữa. Lâu lắm không vào đây với bà với anh. Đi vào nhà đi bà ơi. Nói chứ. Má có thì tì hả? Tì. Hả? Như cái quần của bà không phải đâu sao? Mang ngược rồi. Sure. Cái quần hay cái túi. Hai túi đằng sau đằng trước ra đằng sau rồi. Cái đấy bà mang ngược rồi. Cái quần của bà. Đấy, cái đấy bên phải. cái túi này đằng sau. Đằng sau bà mang ngược rồi. Lúc nó thì nó học quá. Dạ. Cái này là giống như cái của con này bà. Bên này hay là bà có tiền đút đằng trước cho nó được không phải mất, không mất. Ông mất tiền cho mình cái đấy chỉ bóng rồi. Chỉ có. Thế là khả năng là bà bóc túi như thế nó mới dễ hơn. Bà bảo là không biết là bên nào ấy. Đây, cái túi. Đây nó có một con đây này. Đây, cái con gì ấy đây. Đây, hai cái túi ở đây mà bà. Đây,
nè bà ô luôn nè ô luôn nè ừ mà đâu tìm ta đi rồi ừ bà bảo là thế là lần sau không mà như thế nữa à mặc đằng trước ra đằng sau ra đằng trước rồi à, đi đi vào nhà đó bà lo đó chứ anh ừ, cho nhà hay tối anh Ly, ừ, anh Ly cười vui thế cười khí khí thế này ừ. Đóng điện này như là như là con đom đóm ấy thế ăn ăn gì chưa anh Ly ăn gì chưa nó chỉ ta nó nó mò ồ mềm mềm đây có cái bánh gì đấy bánh gì ấy hoa hình chúa gì chúa phở á à cái bánh bánh ngô anh ạ bánh ngô á bánh ngô ở lòng ngày à anh mình không vào đấy ô ô chỗ thổi tà đó ấy à cái chỗ này bị làm sao anh Ly ồ cái này bị sập xuống à không hiểu chưa không hiểu bóp rồi bóp rồi á ô chỗ sau thổi tà tu lá nó ấy à ở trên này cũng bị tông hong hết đâu ở trên này cũng bị cái này sụt xuống cái này hả này không gì ồ à? Cái này Ly sập vào giường à? Ây à, Ly á? À? Ồ, như nào bà? Ừ, chờ ớt rồi, tụi Ly, phư hơn thì hát nhờ ít rồi. Chờ, à, thông á thì tụi báo này, thông ăn tổ rồi mà tổ tụi sẽ tao. Ồ, anh Ly, về đây xem nào, lo 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 nha. Tức là à, sập cái này là anh Ly vẫn vẫn ngủ. Ừ, bà kể là hơn hơi sợ đấy. À. Anh Ly, về đây nào, thăm hỏi tình hình sức khỏe tí đó. Ôi ôi, do Ly á? Này này mong này mong áo áp bên này rồi ờ áp bên này họ họ tiếp tiếp bảo vệ rồi đi đi nhiều bảo vệ rồi à à à à à chứ không mong áp bên này à chả mong áo áp bên đó đó à tiếp tiếp đó sẽ cái gì rồi nhà chị trai trai á đấy sợ chưa anh Lý với bà cũng kể là à, đêm hôm mưa to ấy thì một lần ấy thì anh Ly ngủ là cái đầu hướng về bên này đằng ngoài này có cái đêm hôm mưa to ấy thì không hiểu tại sao ấy, anh Ly uống nước xong là buồn ngủ thì anh Ly ngủ sang đầu hướng vào bên trong kia chân sang bên ngoài này thì là ngủ đến nửa đêm là mưa to thì nước ở khe núi chạy về đây thì cái đất cái tả ly này này bị sạt lở xuống thì mới chống vào cái chốt chân của anh Ly. Thế là cái chân này là cái này đè vào ư? Ừ, cái là cái này đè vào không thì không ai tài nào. À đúng rồi thảo nào cái này cũng khô khô không bảo là ngã bên kia mà không thấy máu chảy đấy hôm nay cái này cũng khô khô rồi ừ cái này nguy hiểm quá cái này nếu mà đang ngủ sát vào đây mà lăn vào đầu thì chả xong luôn à thôi thì nhớ pin này mà chơi chơi này mà nhớ tài máu chịu có chịu đó quá đây này cái này sắp tụt xuống cái này vấn này ừ anh ấy phải chịu đó thế là cái này đang ngủ là nó đổ xuống á ờ ờ chị bị nè 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 bắn lỏng rồi ấy à bảo là anh Ly đang đang ngủ ấy thì là nửa đêm ấy thì mưa lúc đấy mưa to anh Ly ngủ say rồi cái này mới sập xuống thì anh Ly gọi là cái này chống vào chân của anh Ly ấy thì anh Ly cái chân này mới bị thương như vậy còn không nếu mà anh Ly ngủ đầu hứa về đằng ngoài này thì chắc là anh Ly cũng không biết là như thế nào á xong luôn đấy còn như nào luôn đấy. Cái tả đất này rất là khủng khiếp luôn. Ồ, oh, siêu. Đúng quá. Đúng là thưa cái đầu. Trúng cái đầu nhỉ. Thật sự là rất là may, giống như các cụ đã nói là ở hiền gà lành là như thế đó. Hiền gà lành. Thế là bình thường một hôm là vẫn ngủ quay đầu về đây. Thật sự mà ấp ủy mất không à? Không không à? Ấp sự mà ấp ủy tỷ đó rồi. Không không à? Thật sự mà tác học ủy tỷ đó đi. Quá nguy hiểm. À mà mọi người đã học bùn tin đi. Ôi giời. Ôi thế là, ừ, nguy hiểm đấy. Quá nguy hiểm. Sau một cái trận mưa to thì cũng gọi là những cái thứ rất là nguy hiểm luôn. Ơ không thì mất chỉ mò. Thế chân chân có đau nhiều không? Nè thì phải mò. Thì mò. À bảo là vẫn đau to nên là mới lấy cái dây vải đỏ này buộc vào đây. Chứ. À. Anh Ly bảo là may là đất rồi nếu bạn đá thì anh Ly cũng bảo là không biết cái chân bị làm sao nữa. À cái này là không đất rồi. Cái này là cái chân chân kiểu như là cái tường trình ấy. Cái này cả cái này cũng vỡ rồi đấy này. Vỡ hết rồi. Cả cái góc này cũng cần đổ xuống rồi đây này anh Ly này.
Đấy. Ôi, cái này mưa to là nguy hiểm đấy. Mưa to nguy hiểm quá. Cả cái gốc kia còn sạt vào gần nhà rồi đấy. Quá nguy hiểm luôn. Đà, bên trong ở bên bên trong thì bị sàn xuống, ở bên ngoài thì bị cũng gọi là bị lở đi. Rồi đi. Thế này mà tính chảy đấy mà. Ờ như thế này. Như thế này nếu mà sau một trận mưa to thế thì chắc không dám ở. Ừ, nhắn đi mà chị nói con là lo đấy, chị ca nhỏ đó. Ờ, lo vào tao đi. Ờ. Thế nên nhà mình thu ngô chưa hả bà? À, nếu mà ta sao bất cứ? À, bà bảo là không có ngô thu đâu, năm không, nay. Không ngô thu á? À, mất mùa nên là còn mà ít là chưa đến, bà cũng bảo là chưa được thu nữa. Thế thì bằng này lâu nhưng người ta thu hết rồi, bây giờ mình còn chưa thu, vậy thì lấy cái gì mà ăn bà? Bình thường mấy ngày hôm nay thì hai mẹ con lấy gì mà dùng bây giờ? Thà này là ít thế đấy, sao tại cho nên chẳng nên tại sao này tao ít đồ này thì họ thì no nè. Ồ thì chỉ mong mà no. Chú ha. Tụ nhá thì không nên mèo được chú nào chứ. À, cũng bảo là không có cái gì ăn ấy thì đi xin được nhà nào thì nhà đấy, nhà nào cho ít nào thì cũng lấy ít đấy về hai mẹ con ăn thôi. Trời ơi. Đúng là khổ hết chỗ nói thật của bác ạ. Đấy, thật cũng lâu lâu anh em chưa vào nhìn nhà của bà. Anh Ly lại còn như vậy. Oh, sao đây thế nào? Ờ, anh Ly là phải nói là hơi vất vả. Mò khó áp bó thật sự có chế hắn chả chỉ cháy. Cháy không? Cháy không? Ây dồ, rơi chỉ bư á? À, bảo là... Rơi mà chỉ bư kia nè. À, anh Ly cũng với lại bà cũng bảo là đêm hôm đó ấy, bị trúng vào chân hết là anh Ly là ngồi cả đêm luôn. Cả đêm luôn. Và ngồi cả đêm là không không ngủ nữa. À. Ai chắc ai mà chắc ai cũng thế rồi nhờ. Thế thế như thế có khóc không? Ờ, ông bảo con để mà nó coi hả? Cô mẹ. Cô mẹ, cô mẹ. Không khóc khóc ít đấy. Không ít đâu. Đó là thưa anh Ly à. Không ít ít luôn. Ồ, ừ đúng là tối hôm đấy em gì nhớ không nhầm thì cũng mưa cả đêm thật sự. Tôi cách đây mấy hôm kia là mưa to lắm. Còn nhiều bài chỗ. Bây giờ vẫn có cái bụng dạ là không sao. Thôi thế nên là tay khoan ăn khỏi rồi, coi như là thoát chết trong gang tấc rồi. Thoát chết trong gang tấc. May hôm đấy là cái chân này đấy nha, vào cái đầu mà vào như thế thì đúng là đúng rồi, cái chân này là cái chân sát với lại bên kia. Sát với cái đấy, còn nếu không là cái tảng kia mà sập vào đầu thì thôi hôm nay thì anh Ly đúng là không biết ở không đâu được nhìn thấy mẹ rồi. Trai quá. Trai vẫn hôm nay mà anh em vào vẫn còn cười tươi thế là được rồi. Thôi hôm nay thì anh Ly nhá, mấy bà nhá, hôm nay cháu vào đây thì cũng có cái phần quà này của anh Điêu Hưng nhá. Anh có gửi tặng cho gia đình là 400.000 thì mua gạo và đồ nhu yếu phẩm, thì hôm nay cháu vào đây cũng đã mua vào đây cho gia đình là một bao gạo là 300.000 và 100.000 đồ mắm muối mình chính với gạo nhu yếu phẩm ấy. Đây đây em lấy cái này vào bàn cho cho anh với lại bà cái. Lo đi cho dầu ăn này, mắm muối mới là mình chính các thứ ở đây nhá. Con đi, muốn chè tôm mới chén á. Một bao gạo. Ờ. Cho đi sao lắm. Ờ. Lấp đi. Ờ. Nó đi lên. Em mới học thu đi kho chè tôm mới chén nữa. Ờ là thắc ăn gì. Ờ. Ờ thì là muốn ít bọn thu đi in chè tôm mới chén thôi. Ờ giờ tôi tin rằng điều hơn thì mua thôi. Ờ, giờ tụi mua thôi á. Ú, nhấp vào nè, ú hông. Ừ, nhấp vào nè, ú. Ô, ní rồi chào. Lần này. Mà. Bà còn nghe vào đây. Bà tưởng là sẽ có chị chú thì nói đây. À. Nghe cái xem có ai nói ở trong đấy không à. Đúng rồi, đúng rồi. Ơ, nó sẽ là bởi thà hoa tốt à. Báo đấy. Báo. Báo ụt chào. Ơ, chị nhớ thao đi, thao đi. Thả. Thả đi mùng sáng. Mà nhớ đâu à, đi ô chào mà ô này chào này hô quá tí. Này hô tí à, điều hơn này. Đi hơn. Ừ. Mà đi hơn mà, nếu ô nhớ tới chào này ô chào đi xí mày. Bố ô chào đi xí mày. Chào đâu mà chị ạ. Chào ô chào đi xí là, nhớ tới chào đi chào tốt xài bố ô chào xí là. Ờ, nên nhớ hôn đi nè. Nhớ hôn. Mà nhớ tới chào thì thế gì? Nhớ phải là ô. Ừ. Mà ô nhớ bọn nào ô thầy ô chầu đi thế nào. Bà rất là vô là bà bảo là chú đi hơn chú ở đâu ấy. Chú ở đâu ấy, bà bảo là chú ở đây đấy. Ờ, bà bảo chú ở đâu ấy, bà bảo là chú ở đấy. Thế là bà bảo là rất là cảm ơn chú đi hơn, thật sự là hết nói
khỏi phải nói luôn này. Đấy, bà cũng rất là vui hôm nay có cái phần quà của chú đi hơn, nên là bà cũng bảo là rất là cảm ơn chú ấy, cũng không bao giờ nhà mà bà có chưa có ngô để thu ấy thì có cái bao gạo như thế thì bà cũng rất là vui. Đấy, bà có không biết là ở đâu đấy. Bà nghe vào đây đấy cơ. Rồi, Eli. Ôi đó trái. Ôi đó Chào. Ôi chú ăn gì cơ? Tụi chú à, đi hơn. Ủa tụi chú đi hỗ trợ á. Mới play mất xuống cho nó Cho nó. rồi. Vậy có cháu là chưa? Rồi. À, xong rồi hả? Đã xong rồi. Đã xong rồi. Ellie cũng bảo là ê giờ được rồi, bà chú là đúng rồi. Ellie cũng bảo là rất là vui hôm nay có cái phần quà của chú đi hơn ấy, thì anh Ly sẽ có gạo ăn rồi. Anh Ly bảo là anh Ly có gạo ăn rồi đấy. Cũng rất là vui rồi. nhưng mà em bảo nha, nhưng mà ngoan một tí nhá, đừng hư, bà bảo không nghe là không được đâu nhá. Cứ đi chơi xong là mẹ gọi về không 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 về hôm mẹ là không được đâu. Bây giờ là đường đẹp rồi đấy, nhưng mà đi càng đẹp thì càng đi giỏi. Mẹ gọi để không thấy về thì lại ăn roi vào đít bà nhỉ. À, anh nhớ bây giờ lòng rồi. Bây giờ bảo không nghe là bà cứ cầm cây roi roi vào đít cho anh. Nên nên thì chỉ lòng rồi bảo ngay đêm là em đang thấy học rồi. À, bà bảo là từ hôm mà bị cái tả ly là sao ấy, bị đổ vào chống chân của anh Ly thì anh Ly cũng gọi là từ lúc đấy là ngoan ngoan rồi. Đấy, lần sau rồi bà bảo không nghe là cứ đánh một đít cho anh. Thế thế có coi sợ, có sợ mẹ đánh đít không? Ông bảo chạy, ông nhảy thọt tám lần đi chứ. Chạy á? Sợ đấy. Sợ là biết sợ là được, sợ không biết sợ thôi. Mới có sợ. Anh Ly. Còn là hai mẹ con anh Ly thì cũng ngộ là đầu hình như là đầu 50, đầu 60 với lại đầu 40 ấy thôi. Anh Ly là 40. 40 gần 50 rồi. Đấy, nên là do là anh bị không được may mắn như người bao người khác ấy cô bác, thì anh cũng bị khuyết tật ở chân với lại mắt của anh thì hiện tại nhìn cũng không được rõ lắm, nên là cái sinh hoạt của anh cũng hơi khó để mà đi lại rồi làm các thứ để mà giúp bà ấy. Cũng gọi là hơi hơi kiểu như hơi khó khăn ấy, trong những sinh hoạt, nên là một phần lớn là toàn do bà thôi. Bà giờ càng tuổi càng ngày càng yếu đi rồi. Đó, nên là những cái phần quà của các cô chú bác có gửi cho gia đình thì cũng rất là ý nghĩa và thiết thực, và có anh Điêu Hưng hôm nay gửi tặng một cái phần quà trị giá 400 ngàn cũng rất là lớn và ý nghĩa. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều, một cái phần quà đến với bà vào thời gian này thì bà và anh cũng rất là vui rồi. Ly lòng đúa. Anh Ly là phải nghe lời mẹ nhá. Hư là mẹ đánh cần do vào đít đấy. Biết còn biết sợ mày đánh đít thế là được rồi. Đúng rồi. Sợ không biết sợ thôi. Đúng rồi. Thôi thì anh với lại bà tiếp tục làm gì thì làm đi nhá. Nếu quá chị nếu còn đấy. Tí nữa lấy một ít chỉ mua cho xô đi uống nó. Ở mua mua là hao chỗ nó. Ừ đúng rồi, không có cơm là phải ăn đấy. Chỉ mua mỏ mà yêu uống. Hai hai người ăn nó đủ ăn thôi. Ủa uống là trống nó hả? Chưa là phí. Ủa trống đông thế này. Chưa là phí. Thôi anh em mình có lẽ cũng xin chào. Con chào bà với lại anh nhé. Nhớ. Xin chào. Thôi tên thôi. Chào ông bà cô bác cái này. Hay đi như thế này. Giơ giơ tay. À vâng. Dạ vâng vâng. Vâng. Chào nhá. Xin chào bắt tay cái. Ôi giời. Vâng. Anh Lê là rất là vui. Rất là vui, rất là thích. Nên hả? Ok. Anh em mình cũng đi thôi. À cầm cầm cho anh cái áo này. Vâng. À, mưa à, trời sương mù dày hết rồi, sương mù dày đặc. Thôi anh em bây giờ lại tiếp tục trên những hành trình mới thôi các bác ạ. Hôm nay thì trời cũng đang mưa phùn, nhưng mà anh em cũng cố gắng mang thật nhiều những phần quà vào cho bà con. Hôm nay thì có cái mũ của em à? Cái mũ bảo đâu? Hiểm, cái mũ bảo hiểm. Lấy đi. Thôi bây giờ thì có lẽ là Xuân Thiệu cũng dừng cái nội dung của mình hôm nay ở đây thôi. Cũng xin chào và hẹn lại các cô chú bác ở những video lần sau.